Và bây giờ thì chúng ta bước vào trong một cái đề tài ngày hôm nay cũng liên can tới Trung Quốc, nhưng mà lần này lại liên can tới một mảnh đất mà tôi cho rằng là có duyên với tôi nhiều nhất, đó là mảnh đất mà nhiều người Việt Nam cũng có cảm tình, rất có cảm tình, và nhất là những người Việt ở hải ngoại ở cái thập niên 80 thì rất có cảm tình với mảnh đất này. Và có nhiều người Việt Nam đã từng tới mảnh đất này nhiều lần, và có những người đến đây làm ăn, có những người tới để chơi và chiêm ngưỡng mảnh đất này. Đó là mảnh đất mà bây giờ chúng ta gọi là Hồng Kông. Ngày xưa thì nó gọi là Hán Cổn, tức là Hương Cảng, tiếng Quảng Đông. Thì đây là mảnh đất mà được xem là do người Anh quản trị suốt 99 năm. Và trong 99 năm đó, người dân ở Hồng Kông trình độ dân trí họ rất là cao. Phải nói rằng là trình độ dân trí của Hồng Kông rất là tốt, mặc dù họ vẫn là người Hoa cùng nguồn gốc ở Trung Quốc, nhưng mà những người trưởng thành ở Hồng Kông thì khác các bạn. Ok. Và phải nói rằng là cái chế độ giáo dục của Anh Quốc đem đến cho Hồng Kông nó đã gột rửa rất là nhiều những cái lạc hậu của gốc Á, tức là những lạc hậu mà ngày xưa những quốc gia Á Châu vướng phải từ chế độ quân chủ. Và khi mà đối diện với lại cái nền văn minh mới thì mảnh đất Hồng Kông được xem là một cái ngôi sao sáng, rất sáng ở trên cái bầu trời Á Châu suốt nhiều năm. Mặc dù bây giờ thì sắp sửa sẽ có những cái chuyện xảy ra. Tuy nhiên thì trước khi đi vào cái đề tài tại sao Phong nói về đất Hồng Kông này, thì người Việt Nam, nhất là người Việt hải ngoại thì rất có cảm tình với lại mảnh đất này. Tại vì thập niên 80, phim Hồng Kông nó tràn qua Mỹ bằng phim lồng tiếng thì nhiều người xem, và những cái câu chuyện nó rất là gần gũi với người Việt Nam. Thì cái đó là người ta chỉ biết Hồng Kông qua phim ảnh. Riêng cá nhân tôi thì đã từng đến và sống ở Hồng Kông một khoảng thời gian, và tôi hiểu được người dân Hồng Kông và cái suy nghĩ của họ. Hồng Kông hiện nay vẫn là khoảng trên 6 triệu người sinh sống, và họ chỉ là một mảnh đất rất nhỏ, một mảnh đất rất nhỏ, nhà cửa rất là mắc mỏ các bạn. Trên 6 triệu người Hồng Kông, nhưng mà Hồng Kông là một mảnh đất phát triển rất rực rỡ. Trước khi mà Hồng Kông được trao trả về cho Trung Quốc năm 1997, thì ở Hồng Kông, riêng ở Hồng Kông phục vụ cho 6 triệu người thôi, gần 2.000 tờ báo. Kể cả nhật báo, kể cả tuần báo, kể cả magazine tháng mà báo báo hàng tháng đó, hay là những cái tạp chí chuyên đề, ví dụ như tạp chí về thời trang, tạp chí về truyện tranh, tạp chí về cuộc sống, rất là nhiều những cái tạp chí các bạn. Có thể nói là đất Hồng Kông là mảnh đất có một cái nền báo chí rất mạnh mẽ. Có người ta có 6 triệu người, hơn 6 triệu người thôi. Nhưng mà cái nền báo chí rất là khủng khiếp. Riêng ở Hồng Kông không, 59 tờ nhật báo. 59 tờ nhật báo. Và Hồng Kông thì có một số những cái đài truyền hình lớn, mà cái đài mà được xem là lớn nhất mà được thành lập cùng năm với tôi sanh ra, 1968, do ông chủ của hãng Shaw Brothers là ông Thiệu Nhật Phu. Ông đã qua đời năm cách đây vài năm. Ông qua đời hình như là ông được 109 tuổi. Thì Thiệu Nhật Phu là người là chủ của hãng Shaw Brothers, một hãng phim rất nổi tiếng và gần gũi với miền Nam Việt Nam trước 1975. Năm 1968, Thiệu Nhật Phu dựng ra đài truyền hình TVB. Và ngày hôm nay TVB được xem là một trong những đài lớn lớn nhất nhì tại Hồng Kông, chuyên về giải trí. Còn bên đó thì họ có một cái đài VTC. Thì cái đài này là chuyên Asia View, đài này là một cái đài chuyên về thời sự, chính trị và thị trường chứng khoán vân vân. Thì sau này có thêm một số những đài khác, nhưng mà khi nghĩ tới Hồng Kông người ta vẫn nghĩ tới cái đài truyền hình TVB nhiều hơn. Thì đây là những cái mà tôi chia sẻ với các bạn trước khi nói về đất Hồng Kông. Tại sao hôm nay tôi đặc biệt trong cái chương trình Houston Nhật ký này tôi nói về đất Hồng Kông? Tại vì sắp sửa có một cuộc đại di tản lần thứ hai rời khỏi đất Hồng Kông. Nó không khác gì người Việt Nam bây giờ đang tìm cách đào thoát khỏi Việt Nam, mà người dân ở Hồng Kông bây giờ họ cũng đang tìm cách, có lẽ họ sẽ phải rời khỏi mảnh đất Hồng Kông, là mảnh đất mà gắn liền với họ suốt 100 năm qua. Ok các bạn, trên tờ Taiwan News ngày hôm nay họ trích đăng lại của cái bài phóng sự của tờ Wall Street Journal, tức là chữ WSJ viết tắt là tờ Wall Street Journal, thì một cái new exodus from Hong Kong, tức là một cái cuộc di tản mới từ Hồng Kông. Tôi dịch cái chữ exodus có thể là một cái cuộc di tản lưu vong. Tại sao như vậy? Ở trong đây họ nhắc lại cái chuyện Hồng Kông được trao trả về cho Trung Quốc năm 1997,
Và khi mà Trung Quốc bắt đầu gia tăng cái quyền hạn chính trị của họ và thao túng cái nền chính trị của Hồng Kông, mặc dù Trung Quốc đã ký 50 năm bất biến với lại phía Anh Quốc, nhưng họ bắt đầu thao túng và họ siết chặt nhiều vấn đề. Cho nên là dân Hồng Kông từ từ bỏ đi. Và những cái lo ngại về cái quyền của dân sự và những cái phẩm chất của đời sống là một phần trong những cái lý do mà dẫn đến cái phong trào này. Một cái cuộc nghiên cứu năm 2017 cho thấy rằng là phía Hồng Kông đã bắt đầu có tới 13% chuẩn bị rời khỏi mảnh đất Hồng Kông. Đó là cái và cái cuộc cái không giống như cái cuộc di tản đầu tiên năm thập niên 90. Lát nữa Phong sẽ nói tại sao như vậy. Thì những người dân của Hồng Kông đã đến Canada, Hoa Kỳ và Australia để mà sinh sống. Và giữa năm 2007 đến 2017 thì số lượng tăng không nhiều lắm. Ok các bạn, khoảng 1000 mấy người mỗi năm. Và bây giờ thì toàn bộ cái bài này họ cho biết rằng là đang sắp sửa có một cái cuộc exodus mới, tức là một cái cuộc di tản mới của người dân Hồng Kông ra khỏi mảnh đất này. Các bạn, tại sao lại có hiện tượng này? Đó là Phong giải thích để mình đi ngược lại 20 năm trước đi. 20 năm trước, khi mà bắt đầu thập niên 90 cho tới năm 1997, là trong 7 năm đó, thì nhiều người Hồng Kông họ cầm cái passport Hồng Kông. Cái passport Hồng Kông là cái passport đặc biệt do nữ hoàng Anh là cái người ký. Và cái passport này không phải là công dân của Anh Quốc, nhưng mà họ là công dân của đặc khu Hồng Kông, một cái đặc khu hành chính đặc biệt. Thì những người cầm passport này vào Anh Quốc thì họ không cần phải có visa. Mặc dù đi những quốc gia khác họ vẫn cần phải apply visa, tức là cái chiếu kháng nhập cảnh, vân vân. Thì từ năm 90 đến năm 97 thì cái phong trào đầu tiên khi mà người ta sợ hãi cái sự mà khống chế của Trung Quốc thì đã có một cái cuộc di tản khổng lồ từ năm 90 tới năm 97, trong 7 năm đó, và càng lúc càng gần thì cái cuộc di tản nó nhiều hơn. Các bạn thấy là lúc mà năm 97 khi mà Hồng Kông trao trả về cho Anh Quốc thì những người Hồng Kông lúc đó họ di tản và họ chuyển tài sản của họ qua Canada, qua Mỹ, qua Úc, mà họ ít tới Anh. Ít người dân Hồng Kông tới Anh lắm. Thì họ chỉ đi qua những cái quốc gia khác họ sinh sống. Thì đó là cái năm 97. Rồi từ năm sau khi mà Hồng Kông trả về cho Trung Quốc năm 97 thì lúc đó nền kinh tế của Hồng Kông bắt đầu bước vào cái sự suy thoái. Thứ nhất là nó bị ảnh hưởng bởi cái cuộc khủng hoảng kinh tế ở khu vực Á Châu. Lúc đó nền kinh tế Hoa Kỳ rất khỏe mạnh, nhưng mà nền kinh tế Á Châu lại rơi vào cơn khủng hoảng kinh tế. Và sau cái cơn khủng hoảng kinh tế này thì những quốc gia lân bang của Hồng Kông thì họ recover, tức là họ đã phục hồi. Đài Loan, Nam Hàn, Thái Lan, vân vân. Những quốc gia mà vướng vào cái cuộc khủng hoảng kinh tế Á Châu năm 1997 thì đều đã phục hồi lại. Riêng mảnh đất Hồng Kông không thể phục hồi được, tại vì lúc đó là cái sự trỗi dậy của thâm quyến ở Trung Quốc, cách Hồng Kông 2 tiếng đồng hồ xe lửa. Thì thâm quyến đã trỗi dậy trở thành một cái khu công nghệ và cái khu kỹ nghệ, và có rất nhiều công xưởng đặt ở thâm quyến, kể cả từ Hoa Kỳ, Canada. Lúc đó là rải rác không nhiều lắm, mà nhiều dân người dân Hồng Kông chạy qua thâm quyến mua đất, mở xưởng, vân vân. Tại vì cái giá mà gọi là cái giá thành nó rẻ, tất cả mọi thứ còn rất là rẻ, kể cả nhân công. Và chính vì vậy nó đẩy cái nền kinh tế Hồng Kông trở thành suy thoái và khó thoát được, kéo dài cho tới ngày hôm nay. Trong tất cả các cái mảnh đất ở Á Châu mà phục hồi sau nền kinh tế thì Nam Hàn được xem là cái quốc gia phục hồi nhanh nhất. Sau 5 năm thì nền kinh tế của Nam Hàn đã tăng trưởng mạnh mẽ. Rồi kế Nam Hàn là tới Đài Loan. Sau Đài Loan thì Nhật là một cái quốc gia có cái nền suy thoái kinh tế kéo dài từ đầu thập niên 90. Thì Nhật đã recover, tức là phục hồi được một phần. Rồi tiếp đến là các cái mảnh đất khác, Singapore, Á Châu, Thái Lan, vân vân. Riêng Hồng Kông thì cái vụ suy thoái kinh tế kéo dài hơn 20 năm cho tới ngày hôm nay. Và trong cái thời gian qua dân Hồng Kông kiếm ăn rất là khó khăn, tại vì họ cạnh tranh không nổi với lại thâm quyến. Họ là mảnh đất nhỏ. Ngày xưa thập niên 80, Hồng Kông được xem là cái cửa ngõ vào Á Châu của Âu Châu, và ngược lại cũng là cái cửa ngõ mà đưa hạt mặt hàng từ Á Châu qua Âu Châu. Hồng Kông được xem là cái cửa ngõ chính thức, một cái cửa để tất cả những cái hàng hiệu của Âu Châu họ nhập cảng vào Á Châu, họ thường đi ngang qua ngã Hồng Kông. Tại vì bến cảng Hồng Kông và cái cửa ngõ Hồng Kông là cái cửa ngõ thích hợp nhất, và cái cách làm việc của người Hồng Kông dưới cái sự quản trị của Anh Quốc nó làm cho người ta tin tưởng.
Và rồi khi mà bắt đầu trao trả về cho Trung Quốc năm 1997, thì dần dần á, những cái cửa ngõ này biến mất và nó chuyển dần qua Singapore. Nó chuyển hầu như là tất cả qua Singapore và một phần thì qua Đài Loan. Do đó thì Hồng Kông đã mất đi cái tư thế này sau năm 1997. Và kể từ năm 1997 đến 2017, trong suốt 20 năm, Hồng Kông ngóc đầu không nổi. Lúc nào cũng bị suy thoái kinh tế và người dân đối diện với rất nhiều khó khăn. Đa phần người dân Hồng Kông bây giờ họ sống, phải nói là cái cuộc sống nó rất là cao. Nó đòi hỏi rất là cao. Và vì vậy, cái Hồng Kông nó không còn đẹp giống như cái thuở mà 80, 70 nữa các bạn. Và thời gian gần đây thì là cái dấu hiệu mà người dân Hồng Kông bắt đầu rời khỏi mảnh đất của họ để mà đi tìm những mảnh đất khác. Tại vì họ đã không chịu nổi cái văn hóa của người Trung Quốc ngày càng đông ở Hồng Kông. Trong cái bản báo cáo của tờ Wall Street Journal, thì thị trường Hang Seng được xem là một trong những thị trường chứng khoán nổi tiếng nhất Á Châu. Ở Á Châu, thị trường Hang Seng của Hồng Kông có thể nói là ngày xưa, thập niên 70, 80, 90, họ qua mặt cả Nhật Bản. Họ được xem là một trong những cái thị trường chứng khoán mà giới đầu tư ở khu vực Á Châu và Âu Châu đầu tư vô rất là nhiều. Nhưng mà từ năm 1997 cho tới bây giờ, thì trên thị trường chứng khoán Hang Seng của Hồng Kông, những công ty ngoại quốc, những công ty lâu đời, những công ty được xem là nền móng của Hồng Kông, hay là những công ty đã hợp tác với Hồng Kông lâu đời suốt mấy chục năm, có thể là nửa thế kỷ nữa, dần dần biến mất. Mà thay vào đó là sự niêm yến của các công ty từ Trung Quốc qua bên Hồng Kông. Họ được niêm yến trên thị trường Hang Seng. Bây giờ coi như 60% niêm yến ở trên thị trường chứng khoán Hồng Kông là các công ty của Trung Quốc. 40% còn lại mới là các công ty ở Hồng Kông hoặc một số những công ty lâu đời ngoại quốc như là Âu Châu, Ý, Pháp, Anh, v.v. Hoa Kỳ mới có len lỏi ở trong cái thị trường Hang Seng của Hồng Kông. Điều này cho thấy rằng là không những là cái cuộc sống của người dân Hồng Kông bị xáo trộn trong hơn 20 năm qua, mà thị trường chứng khoán giờ đây nó đã có cái màu sắc của Trung Quốc nhiều hơn. Rồi thêm vào đó, người dân Hồng Kông thì họ có một cái nét văn hóa riêng, khác biệt với nét văn hóa của Trung Hoa lục địa. Và họ quen cái lối sống Tây phương, tức là họ có một cái văn hóa rất là độc đáo, là sự dung hòa giữa cái nền văn hóa Đông và Tây. Hồng Kông là mảnh đất được xem là nổi tiếng dung hòa được hai cái nền văn hóa Đông và Tây. Thì chính vì cái điều này mà Hồng Kông tạo được cái bản sắc ở những cái thập niên 60, 70, 80. Tuy nhiên, qua tới thập niên 90, tức là sau cái thời gian mà trao trả lại cho Trung Quốc, thì Hồng Kông dần dần mất đi cái bản sắc của mình. Và bây giờ, nếu trong 6 triệu người Hồng Kông, các bạn đếm thì cái số lượng người không quá 1/3 là những người gốc gác Hồng Kông. Tức là gia đình của họ di dân qua Hồng Kông từ cái thời của sau khi bà Từ Hy ký cái nhượng địa cho Anh Quốc từ năm 1900. Năm 1897. Khi mà bà Từ Hy ký cái đó, rồi một số thì đã di tản qua Hồng Kông trước đệ nhị thế chiến. Tức là trước cái năm 1945. Thì cái thành phần mà di tản đó, họ sanh con đẻ cái và sinh sống ở mảnh đất Hồng Kông đó, thì thành phần đó bây giờ còn lại chưa tới 1/3 dân số của Hồng Kông. 2/3 còn lại là những người từ Trung Quốc sang. Một phần là sang từ cái thập niên 80-90, họ trốn qua Hồng Kông. Rồi họ cuối cùng họ được định cư hợp pháp tại Hồng Kông. Và từ năm 97 cho tới bây giờ, thì cái lượng người mà lấy passport Hồng Kông rất là nhiều từ Trung Quốc. Tức là công dân của Hồng Kông đó, cái passport Hồng Kông đó, thì bây giờ người Trung Quốc có rất nhiều. Và coi như họ chiếm 2/3 dân số của Hồng Kông. Do đó thì bây giờ cái lượng người mà Hồng Kông ở lại, dân Hồng Kông chính thức thì ở lại Hồng Kông đó, thì không còn bao nhiêu cả, độ khoảng 2 triệu người. Hơn 2 triệu người một chút xíu thôi. Các bạn, đa số dân Hồng Kông bây giờ nằm ở đâu vậy các bạn? Họ nằm ở những cái nơi mà các bạn không tưởng tượng được. Thứ nhất, đứng đầu vẫn là San Francisco. Thứ hai là Vancouver. Thứ ba là New York. Và thứ tư là Sydney ở Australia. Los Angeles chúng tôi lại không có nhiều người Hồng Kông. New York và San Francisco là hai nơi
được xem là người Hồng Kông ở rất đông đảo, và Seattle, tức là ở trên tiểu bang Washington State, người Hồng Kông ở khá đông đảo, hay là các bạn qua Vancouver thì sẽ thấy. Rồi một phần họ di tản qua bên Malaysia và Indonesia và Singapore. Mặc dù là Singapore thì cái quốc tịch Singapore rất là khó, nhưng mà họ vẫn làm ăn bên đó được và họ lấy quốc tịch Malaysia nhiều hơn. Thì đây là cái sự di tản của người Hồng Kông ra khỏi đất Hồng Kông trong gần 20 năm. Và bây giờ thì cái hiện tượng mà những người Hồng Kông họ không còn chịu nổi cái văn hóa của người Trung Quốc khi mà qua Hồng Kông. Và từ từ bây giờ họ buông dần cái mảnh đất này, thả cho phía Trung Quốc họ thao túng hết. Bây giờ các bạn thấy cái cuộc cách mạng dù năm 2014 mà một trong những người cậu sinh viên trẻ đó, cho Suwon, Hoàng Chí Phong đó, thì sau cuộc cách mạng dù cho tới bây giờ là 4 năm rồi. Thì người dân Hồng Kông gần như đã buông xuôi với cái nền chính trị mà Trung Quốc kiểm soát. Tức là sau 4 năm cái cuộc cách mạng dù nổ ra thì người dân nhìn ra được vấn đề, Trung Quốc không quan tâm tới họ. Tại vì cho dù 6 triệu dân Hồng Kông có bỏ đi nữa, đối với Trung Quốc không thành vấn đề. Họ chỉ cần lấy lại mảnh đất Hồng Kông và họ đưa, chỉ trong vòng một đêm là họ fill up tất cả người dân sinh sống tại mảnh đất Hồng Kông. Nếu như tất cả người dân Hồng Kông bây giờ bỏ đi, thì các bạn thấy rằng là mảnh đất đó không còn tươi đẹp. Không còn tươi đẹp nữa. Và nó càng lúc nó càng lụng bại hơn. Và bây giờ thì gần như là Trung Quốc thao túng toàn bộ kinh tế và chính trị của Hồng Kông. Vì vậy mà các bạn thấy rằng là người dân Hồng Kông bây giờ không còn được bao nhiêu người. Đa phần là những người từ Trung Quốc qua. Mà những người từ Trung Quốc qua thì họ vẫn còn vướng hai điều. Thứ nhất là cái văn hóa nó còn rất là, tôi gọi rất là chất phèn của một cái đất nước vừa đang phát triển là Trung Quốc. Và cái thứ hai là cái tư duy mà cái chủ nghĩa cộng sản nó tẩy não suốt nhiều năm, thì họ vẫn còn mang nặng cái đầu óc chủ nghĩa dân tộc, và họ mang nặng cái đầu óc gọi là tôn thờ đảng cộng sản. Do đó nó đã không có thích hợp với những người gốc gác ở Hồng Kông. Và chính vì vậy mà trong thời gian bây giờ các bạn nhìn thấy là mảnh đất Hồng Kông sẽ được xem là mảnh đất điển hình với sự thao túng của Trung Quốc. Tại sao tôi đem mảnh đất Hồng Kông lên? Tại vì tôi muốn cho các bạn trong Việt Nam và những người ở hải ngoại nhìn thấy một mảnh đất khi được trao trả về cho Trung Quốc, nó sẽ là mảnh đất tươi đẹp hơn, hay là nó sẽ là một mảnh đất càng lúc càng phức tạp hơn và càng lúc càng ô hợp hơn. Tại vì thật sự những kẻ cai trị ở Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc cai trị, họ chỉ cần nắm quyền lực cai trị. Cái điều tiên quyết của họ là nắm quyền lực cai trị và thao túng toàn bộ tất cả các chính sách kinh tế, văn hóa, quân sự của quốc gia. Họ không để cho người dân có cái quyền chủ động. Và chính vì vậy mà Trung Quốc phát triển đất nước của họ một cách lệch lạc và nó không được khỏe mạnh. Nó luôn luôn nằm trong sự sợ hãi. Văn hóa của một quốc gia mà luôn sống trong sự sợ hãi thì không thể nào phát triển một cách toàn vẹn được. Và cái văn hóa đó nó tràn qua Hồng Kông. Xưa nay người dân Hồng Kông rất tự tin. Ngày xưa người dân Hồng Kông rất tự tin. Nhưng bây giờ nếu các bạn có dịp tới Hồng Kông thì các bạn sẽ không còn nhìn thấy điều này nữa. Mà bù lại các bạn nói chuyện vẫn là tiếng Quảng Đông, chứ tiếng phổ thông, tiếng Quan Thoại cũng chưa nói nhiều ở Hồng Kông nữa. Chỉ trừ cái khâu gọi là hành chánh giấy tờ thì họ sử dụng tiếng Quan Thoại nhiều. Nhưng mà ra ngoài xã hội, ra ngoài đường thì người dân Hồng Kông vẫn dùng tiếng Quảng Đông, tiếng Quảng Tung, tức là tiếng Quảng Đông đó. Thì các bạn hiểu như thế này là nếu mà các bạn đến Hồng Kông bây giờ thì các bạn sẽ cảm nhận được nó không còn giống như cái không khí ngày xưa nữa, mà người dân Hồng Kông đã tạo ra cái bản sắc của riêng họ. Và bây giờ chính cái bản sắc đó mất dần đi. Và người dân Hồng Kông gần như bất lực, họ không thể thay đổi được cái thời cuộc. Họ vẫn trông chờ có một cái biến cố nào đó để mảnh đất Hồng Kông được giữ lại cái bản sắc của họ và sự phát triển của họ. Nhưng đáng tiếc, bây giờ chưa có một biến cố nào ở Trung Quốc, chưa có một biến cố gì cả. Và càng lúc thì mảnh đất Hồng Kông nó trần, các bạn cứ tưởng tượng như là nó dần dần nó bị nhuộm đỏ. Nó gần như là bị nhuộm đỏ. Và bây giờ thì chính quyền Trung Quốc đã không những là họ siết chặt cái nền chính trị của Hồng Kông, buộc người dân Hồng Kông phải bỏ phiếu những người mà do họ chọn lựa ra. Thì bây giờ tới phiên cái ngành báo chí của Hồng Kông được xem là một cái nền báo chí rực rỡ nhất Á Châu. Singapore
còn đặt hệ thống kiểm duyệt. Singapore được xem là mảnh đất đáng sống nhất ở thế giới hiện nay các bạn, nhưng mà Singapore vẫn đặt cái hệ thống kiểm duyệt báo chí một phần nào, nhưng mà Hồng Kông thì không có. Hồng Kông với Đài Loan thì không có kiểm duyệt báo chí. Họ rất phóng khoáng, nhất là dân Hồng Kông, họ rất phóng khoáng trong vấn đề báo chí. Nhưng mà những năm gần đây, gần như là báo chí của Hồng Kông bị bịt miệng. Ngay cả cái tờ báo tôi vẫn điểm hàng ngày với các bạn. Ngày xưa tôi rất mê tờ báo này. Tôi là 10, từ lúc mà tôi đến Hồng Kông làm việc á, là không đọc tờ Minh Báo, thì tôi cũng kiếm tờ South China Morning Post tôi đọc. Là bởi vì những tờ báo này có những cái bài nhận định rất hay, những cái viết rất là, phải nói là rất là giỏi, và họ có những cái thông tin rất chính xác. Nhưng mà những năm gần đây thì các bạn thấy cái khuynh hướng của tờ South China Morning Post đã bị lệch hướng, tức là họ đã bị kiểm soát một phần nào bởi chính quyền Bắc Kinh. Rồi những tờ báo khác ở Hồng Kông cũng đóng cửa. Họ chịu không nổi cái làn sóng mà gọi là tấn công bằng văn hóa kinh tế từ phía Trung Quốc. Thì bây giờ tờ Hồng Kông bây giờ hệ thống báo chí cũng không còn được bao nhiêu. Rồi nhất là cái lúc mà mạng xã hội ra đời rồi Internet ra đời đó, thì nhiều tờ báo rơi rụng lắm rồi. Và bây giờ là kỹ nghệ truyền hình, bây giờ gần như là Hồng Kông bị đè bẹp bởi Trung Quốc. Xưa nay các bạn còn nhớ kỹ nghệ truyền hình, dầu gì đi nữa Hồng Kông vẫn có một cái chỗ đứng rất vững chãi, không những là ở riêng Hồng Kông mà họ chinh phục cả khối dân Trung Quốc và họ chinh phục cả khối Á Châu. Nhưng mà bây giờ kỹ nghệ truyền hình của họ đã bắt đầu bị thoái trào, đề tài không có nữa, làm những đề tài mà nó mang tính chất có chiều sâu đó, thì một phần nó đụng chạm tới những cái phần nhạy cảm của phía chính quyền Bắc Kinh, họ bị giới hạn. Còn nếu không thì bây giờ các bạn sẽ thấy những cái chương trình của TVB bây giờ gần như sa bát. Những cái phim ra sau này, những cái phim bộ cho tới những cái chương trình talk show của họ, những cái chương trình nhà mà giải trí hay là nói về đời sống của họ đó đã trở nên gọi là gần giống như là những cái game show trong Việt Nam bây giờ, tức là tìm cách chọc cười, tìm cách kéo view, tìm cách nâng rating bằng đủ mọi thủ đoạn. Một cái văn hóa mà xưa nay Hồng Kông chưa bao giờ có. Cái này là văn hóa từ Trung Quốc kéo qua đó các bạn. Và tất cả những đài truyền hình lớn của Trung Quốc bây giờ có trụ sở ở Hồng Kông hết, và gần như là họ lấn sân tất cả những cái đài truyền hình truyền thống của Hồng Kông và những cái đài radio truyền thống của Hồng Kông. Ví dụ như là CCTV, rồi Phoenix là những cái đài, hay là Shanghai TV, rồi Shenzhen TV tức là đài ở Thâm Quyến, họ tràn qua Hồng Kông và họ lấn sân hết luôn. Và bây giờ giá cả nhà cửa của Hồng Kông quá cao. Và cái chế độ mà gọi là phúc lợi xã hội của người dân Hồng Kông đã trở nên bị eo hẹp và bị lấy hết phần từ những người di dân từ Trung Quốc. Tôi còn nhớ cách đây khoảng hơn một năm, báo chí Hồng Kông đã có đăng cái vụ mà nam tài tử Nguyên Hoa. Nguyên Hoa là anh ruột của nam tài tử Nguyên Bu, cái người mà có nốt ruồi á các bạn, là thường hay đóng chung với Jackie Chan Thành Long đó. Thì Nguyên Hoa là cái người có râu, chuyên một đóng vai ác đó các bạn. Và sau này ông về ông đóng cho đài TVB đó. Thì các bạn có tưởng tượng rằng một tài tử sống một cuộc đời như vậy mà tới lúc về già ông phải vào trong nhà chánh phủ ở, vì cái chi phí y tế quá cao và nó làm cho ông mất cả nhà cửa luôn. Và cái chế độ bảo hiểm nó không còn được như ngày xưa nữa, nó chăm sóc cẩn thận cho người dân Hồng Kông nữa. Bây giờ mà những người dân Hồng Kông mà về già bắt đầu sợ hãi, mất nhà mất cửa như trên, tại vì cái y tế quá cao. Và những cái này nó đem đến cho mảnh đất Hồng Kông một cái màu xám trong mấy năm nay. Và trong thời gian sắp tới các bạn thấy là gần như là người dân Hồng Kông bị thay máu. Người dân Hồng Kông thật sự bây giờ đang sinh sống ở Mỹ, ở Canada, ở Úc. Còn người ở đang sinh sống tại Hồng Kông bây giờ thì nó lại là người đến từ Trung Quốc. Nó tương tự như Sài Gòn bây giờ. Dân Sài Gòn gốc không còn bao nhiêu hết. Mà các bạn ra đường nghe toàn giọng Bắc không? Từ ngoài Bắc tràn vào. Thì bây giờ mảnh đất Hồng Kông cũng y chang như vậy các bạn. Và số mà ít nhất người Hồng Kông đã tạo được cho họ cái bản sắc riêng. Và cái chữ Hồng Kông nó vẫn nằm trong cái suy nghĩ và cái một cái nhìn thiện cảm của cộng đồng quốc tế, tức là của các quốc gia Âu Châu, Mỹ, Canada. Họ nhìn về Hồng Kông họ vẫn còn cái cảm tình rất đặc biệt. Nhưng mà bây giờ thì nó lại hoàn toàn khác. Đây là tôi cho các bạn thấy cái hậu quả khi một mảnh đất được trao trả về cho một chế độ cai trị, một đảng,
và nó thao túng và nó đưa ra bị khiến cho Hồng Kông đã mất đi cái tính chất khỏe mạnh. Thì không những là Hồng Kông, mai này Ma Cao cũng vậy. Ma Cao thì nó đỡ hơn, tại vì Ma Cao là cái kỹ nghệ sòng bạc là chánh, du lịch và sòng bạc là chánh, thì nó là cái mối lợi khá lớn, Trung Quốc chưa thao túng nhiều. Nhưng mà rồi sẽ tới thôi các bạn, rồi sẽ tới thôi. Thì nó cũng là cái viễn ảnh, nếu như Đài Loan bị Trung Quốc thôn tính, nó cũng sẽ giống như mảnh đất Hồng Kông. Tức là những người dân thật sự sẽ bỏ đi. Sẽ bỏ đi. Các bạn thấy cái cuộc phản kháng năm 2014 của giới sinh viên Hồng Kông, nó đã tạo được một cái chỗ đứng lừng lẫy ở Á Châu. Nhưng rồi 4 năm sau, hôm nay là 2018, 4 năm sau thì cái phong trào mà dân chủ toàn diện cho Hồng Kông nó đi về đâu rồi các bạn? Bây giờ từng đảng đối lập một bị cấm hoạt động tại Trung Quốc, tại Hồng Kông. Andy Chen là lãnh đạo của đảng Quốc đại Hồng Kông. Đảng này là một đảng đối lập tại Hồng Kông. Bây giờ bị cấm cửa, không được phép hoạt động chính trị tại Hồng Kông. Thì trong thời gian tới, những đảng phái khác cũng sẽ bị siết cổ, tức là bị trục xuất ra khỏi Hồng Kông. Và các bạn thấy, khi mà kẻ độc tài, độc đảng cai trị một mảnh đất, thì các bạn thấy họ cài mảnh đất đó tan nát như thế nào. Các bạn nhìn cái mảnh đất Hồng Kông bây giờ, các bạn có bao giờ các bạn tưởng tượng là năm xưa Sài Gòn hoa lệ như thế nào? Và khi Cộng sản vô, nó biến mảnh đất Sài Gòn thành cái gì? Thì đây là tương lai của Hồng Kông trong những năm tới. Và người dân Hồng Kông dần dần bỏ đi hết. Dần dần bỏ đi hết. Và bây giờ họ còn ở lại, chưa tới 1/3 của tổng số dân Hồng Kông, hơn 6 triệu người. Thì các bạn nhìn thấy, và bây giờ cái làn sóng mà người dân Hồng Kông bỏ ra nước ngoài càng lúc càng nhiều hơn. Tại vì họ đã không còn chịu đựng nổi cái nét văn hóa từ Hoa Lục, cái nét văn hóa xuất phát từ cái nền giáo dục của chủ nghĩa Cộng sản. Và chính vì vậy, họ dần dần họ né cái ảnh hưởng của Trung Quốc. Chỉ còn lại một số người ở Hồng Kông mà kiếm được tiền, cái thành phần mà gọi là thượng lưu hay là trung lưu đó, còn kiếm được chút đỉnh tiền, thì họ còn giữ cái căn bản ở Hồng Kông. Còn đa phần là họ tìm cách mua nhà ở Canada, ở Mỹ, ở Úc, để tìm một cái an toàn cho gia đình họ. Mặc dù họ rất tiếc nuối. Tại vì các bạn không tưởng tượng được mà cái người dân Hồng Kông họ yêu mảnh đất Hồng Kông như thế nào đâu. Tôi đã từng ở bên đó, tôi đã từng nghe và tôi đã từng thấy cái cảnh mà họ bảo vệ mảnh đất của họ như thế nào. Và khi mà họ có những cái gì bất đồng với chính quyền Hồng Kông, họ phản ứng như thế nào và buộc chính quyền Hồng Kông phải thương thảo với họ như thế nào. Các bạn có dịp ghé ra Đại Áo, tức là cái đảo mà rất là dễ thương, môi trường rất là đẹp ở Hồng Kông. Rồi các bạn có dịp ghé qua cái khu nghèo nhất của Hồng Kông là Chim Sao Chuỗi, hay là Sam Si Bo. Sam Si Bo là cái khu nghèo nhất của Hồng Kông đó. Hay là khu Mong Kok là cái khu mà khu đèn đỏ của Hồng Kông. Thì các bạn sẽ thấy được, cảm nhận được người dân Hồng Kông thời điểm mà tôi ghé qua ở đầu thập niên 90 đó. Người dân Hồng Kông rất yêu mảnh đất của họ. Nhưng mà bây giờ họ phải cắn răng rời bỏ mảnh đất mà ông cha của họ đã tới nghĩ rằng sẽ định cư vĩnh viễn ở đây. Và bây giờ cuộc Exodus, tức là một cuộc đại di tản mới đang diễn ra tại Hồng Kông. Và tôi nghĩ rằng cái viễn ảnh này nó cũng không xa lắm với những mảnh đất mà Trung Quốc đang nhắm tới, trong đó có Việt Nam. Ok các bạn, đó là cái câu chuyện của Hồng Kông ngày hôm nay. Tôi mượn cái câu chuyện mà những cái gì đang diễn ra tại Hồng Kông và tờ Taiwan News đã điểm tin về cái việc, điểm tin từ tờ Wall Street Journal, nói về cái cuộc di tản mới của người dân Hồng Kông ra khỏi mảnh đất này, để các bạn cảm nhận được cái chủ nghĩa Cộng sản nó tác hại như thế nào và người ta phải bỏ đi như thế nào. Một lát nữa tôi sẽ trở lại trong cái đề tài thứ hai liên quan tới công ty Huawei. Lại có những thông tin mới về công ty này và cho thấy rằng là rõ ràng đã có cái sự gọi là bóp nghẹt từ phía chính quyền Bắc Kinh đối với công ty này và với những nhân viên của công ty này.